bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Bên em là thứ 7 với anh thứ 6 anh ở Canada. Vâng. Thì bây giờ thứ 6 thôi, 9 giờ tối thứ 6. À thì anh cách em lửa. Bọn anh cận hơn em nửa vòng trái đất. Vâng. Anh sẽ sinh vào giờ Thân. Giờ Thân là tầm 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Người nào sinh vào giờ Thân ấy, cái đặc tính của họ này luôn luôn vì công việc đặt nặng vấn đề công việc lên hàng đầu, suốt ngày bỏ hết tâm trí. Một khi đã làm một cái gì rồi thì làm cho bằng được, bằng xong thì thôi. Xong rồi mới nghỉ, còn chưa xong thì chưa nghỉ đâu. Chính vì cái thế nó cũng có ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm là sao? Ưu điểm là sao? Không có chơi bời. Suốt ngày cắm đầu công việc có thời gian đâu nữa mà chơi bời. Đấy. Nhưng mà có khuyết điểm là sao? Không có sự quan tâm đến vợ con. Chỉ biết làm ra tiền thôi, còn sự quan tâm là ít. Chính vì điều này nên anh ở với vợ anh hay ở với bất cứ cô gái nào cũng hay phàn nàn lắm. Phàn nàn nhiều quá bắt đầu họ đâm chán. Vớ phải người phụ nữ biết chịu đựng thì không sao, nhưng người phụ nữ họ không biết chịu đựng đấy. Họ chỉ thích quan tâm, vuốt ve, che chở cô ấy suốt ngày trò chuyện, thì cô ấy dần dần chán và bỏ mình. Đấy, chính vì thế nên cái đường tình duyên của anh nó lận đận cho đến hiện tại bây giờ luôn. Em cũng như anh đấy, em cũng sinh vào cái giờ như anh đấy. Nhưng mà vợ anh là sinh năm 76 ấy. 76 Bính Thìn. Một kém anh 19 tuổi đó. Kém anh 19 tuổi đó. Bính Thìn 15 tháng 8 đấy. 15 tháng 8 76 đấy. Kém anh 19 tuổi đó. Nói chung cô này hay nhõng nhẽo lắm. Yêu cầu cao lắm. Và anh với cô này thì mặc dù tuổi Thìn tuổi Dậu đó là lục hợp, nhưng mà lục hợp thì cũng tan rã. Đúng rồi. Rồi phải ly hôn, phân ly, ly thân. Đúng rồi. Không có bên cạnh nhau được lâu dài, chỉ thời gian ngắn rồi chia tay thôi. Bởi vì cô ấy muốn, không phải muốn người đàn ông thành đạt có tiền, mà cô ấy muốn suốt ngày phải quan tâm dẫn cô đi chơi đi đó đi đây rồi quan tâm. Đúng rồi, họ trẻ thì không thể chịu được. Và không chịu được thôi. Và số anh là phải độc thân đến hết đời nhá. Độc thân đến hết đời luôn. Số 3 đời vợ. Lấy bà này bỏ, lấy bà này bỏ bà kia, lấy bà này bỏ bà kia đâu. Độc thân đến hết đời thôi. Thế hai con thế nào, ok không? Về con cái à? Nhìn cái mẫu bàn tay đã, nhìn cái cung tử tức, đoán cung tử tức thì con cái khó được nhờ. Nhưng mà sau này chúng nó thành đạt hết. Không được nhờ thằng nào hết. Không được nhờ thằng nào hết. Có hai thằng thôi. Không được nhờ thằng nào hết, nghĩa là con cái sẽ thành công nhưng mà không được nhờ thằng nào hết. Nói chung là chúng nó cũng tham làm như anh ấy, có kỷ luật đấy. Một thằng sinh năm tuổi Dậu, một thằng sinh năm tuổi Gà, hai tuổi Chỗ Tuất. Ngày tháng năm sinh của các cháu nhớ không? Một thằng sinh năm cùng ngày 17 tháng 4 2005. 2005 à? Với một thằng 18 tháng 5 2006. Mày Dương đấy. 18 Dương đấy. Tất cả Dương đấy. Còn anh đâu cũng ngày em đâu. 2005 Ất Dậu. Đứa đầu tiên thì số nó phải đi buôn ba, nay đây mai đó. Dạ. Tính cách nó thích bay nhảy là tìm tòi này. Và số nó không bị ngồi yên một chỗ được, nó là phải hoạt động suốt ngày, hoạt động leo trèo chạy nhảy, là nói chung là số nó không chịu ngồi yên đâu. Tương lai sau này nó khá, nó đi các nước đi đó đi đây. Nó thì nó để bên này, nó hai bố con chả nói gì nào, nó tiếng Tây thì nói tiếng Việt, nó không biết nó là ai, bố con chả nói chẳng hợp cho. Vâng. Đứa này thì tương lai nó khá. Còn đứa thứ hai 2006 Bính Tuất. Đứa này công danh cũng tốt, tính cách vui vẻ hòa nhã. Cuộc đời hay gặp được may mắn bất ngờ, lớn lên số nó hơi đào hoa. Có nhà anh không được nhờ thằng nào hết. Không được nhờ thằng nào hết. Có nhà mình tự sống rồi. Đúng rồi, bây giờ mình xác định trước đi thôi. Anh
anh muốn xem thôi, tại vì anh biết em nói hay, anh muốn, tại vì anh đã biết từ lâu rồi, anh muốn hỏi xem cho con nói, em nói thôi, anh, em nói hay quá, anh muốn xem có chính xác không, để anh kiểm nghiệm lại thôi. Anh biết được, anh biết rồi. Thế nhưng mà thế còn cuối đời thế nào của anh, thế cuối đời thế nào, có gặp làm gì không? Về cuối đời của anh thì em thấy những cái điều như sau. Tay này thì tuổi thọ cũng năm nay 64 tuổi rồi đúng không? 63 thì gọi là 64 đi, tính cả tuổi âm đi. Này thọ ít nhất mười mấy năm nữa. Thọ nhưng mà đấy, đẹp đẹp sống một mình thọ làm gì lâu chứ. Sống một mình thì thọ cái gì quá lâu đâu. Gửi thông tin qua đây em sẽ giúp cho vấn đề này hóa giải cho, để kiếm cho bà vợ chịu đựng được anh. Thì bữa nào anh đã tìm được bà nào thì anh mới giới thiệu, thì anh thì bà này anh đã thấy là anh bảo lãnh từ Việt Nam qua đó. Anh ở Canada lâu rồi, anh đi vượt biển mà, anh đi vượt biên mà, anh đi từ lúc anh còn trẻ chưa vợ, xong anh về Việt Nam anh bảo lãnh bà, cái bà vợ bây giờ qua đó. Thì để hai đứa bên này, hai cái con anh vừa kể em đấy, thì tại sao anh lấy vợ muộn như thế đấy, 40 tuổi anh mới lấy vợ mà, 40 tuổi mới lấy vợ mà. Thế giờ đi lấy bà nữa thì anh cũng không biết thấy bà nào, tại vì anh cũng mấy bà rồi đấy, nhưng mà chẳng bà nào không nào. Thì về Việt Nam bảo lãnh á. Thế cho nên em bảo là được, anh cũng biết, anh vẫn cứ liên lạc với em thôi, tại vì nếu mà anh muốn gửi tiền cho em thì anh bữa trước anh đã gửi tiền cho một người, cái bà đồng á, bà đồng có như cái bà đồng cái gì đồng đồng giỏi Thái Bình ấy, cái gì thanh đồng gì ấy, bà lên mạng xong anh cũng kết bạn, anh cũng gửi cho bà tiền, nhưng mà bà cho anh cái số phone của bà, địa chỉ, anh gửi cho bà tiền đô về cho bà, cũng làm lễ cho anh á. Cho nên là anh thì đàng hoàng lắm. Thế thì vì bữa trước em bảo cho em, thì bảo người nhà nó cản anh, không cho anh làm cái lò này, bảo có khi bị lừa, anh bảo thịt là lừa cái gì, người ta đâu biết ai lừa mình, thế là mình lòng thành ta giúp mình thôi. Thế nên là vì thế nên là anh thường anh gửi tiền theo kiểu đường chuyển tiền của cái đường hệ thống chuyển tiền, mà nó không, nó chỉ gửi phải đặt cần địa chỉ các thứ, xong nó đi mang tận nhà đấy nhá. Thế còn ok, nếu em giúp được thì bữa nào anh đang tìm cổ nào đâu, cho nên anh không quan trọng chuyện cổ nữa, tại vì tính anh nó lắm tính lắm, cho nên không hợp với ai đâu. Anh thì xem nhiều video của em đấy, anh thấy em có làm lễ cho họ đấy thì anh biết. Đúng rồi, anh xem, anh tại vì anh có xem video thì anh biết em, thì anh mới liên lạc em, anh thử xem em, tại anh ở bên này cũng có thầy tướng, cũng thầy xem thức Tây, và người Tây có mà các thứ có nhiều, Việt Nam cũng có, nhưng mà người ta nói không có hay, không có trở chuẩn lắm, thì anh muốn đối chiếu giữa em với mọi người, thì nên anh xem là thế nào, nhưng mà em thấy anh nói được thì anh thấy thôi, em thấy không? Vâng. Nhưng mà anh hỏi em là bây giờ anh có một cái vấn đề là anh bị giấy tờ, coi như là anh bị mất cái quốc tịch, bị bọn chúng nó cướp vào nhà, nó lấy sạch tài sản, lấy cả cái giấy tờ kiểu như là chứng nhận quốc tịch ấy, anh không có quốc tịch Việt Nam đâu, anh không có quốc tịch Việt Nam. Thì giờ lấy hết rồi, anh đang làm đơn cho chính phủ cấp lại, nhưng mà làm gần một năm nay mà chưa thấy được, không biết là theo anh là xem có được không. Tao chờ cái là mà anh mất ví trộm cướp mất vào nhà cướp sạch cái xanh, nó vào nó quán sạch cái đồ cạnh cửa vào lấy hết. Bọn Tây cái này nó ghê lắm, ăn cắp ghê lắm, trộm cướp ghê lắm. Báo ở đây là trong tầm 10 tháng nữa là anh sẽ có được quốc tịch nhé. Ồ thế rồi, tại vì anh nghe người ta nói là phải chờ từ 1 năm đến 2 năm thì anh đã nộp đơn được. Anh nộp đơn 1 năm nay rồi, bây giờ đang chờ này. 10 tháng nữa, đây này, bốc con số 10 này. Anh chờ đúng 10 tháng nữa là được. Chờ hơi lâu, tại vì đúng đến đây là 1 năm rồi. Anh nộp đơn 1 năm này rồi đấy. Đúng khoảng 1 đến 2 năm đấy, thì đúng 10 tháng nữa là anh sẽ được. Đúng rồi, tại vì anh hỏi luật sư, nó bảo mày thì chờ 1 2 năm. Mà anh muốn hỏi em xem nó chắc chắn dạ, không nào. Chắc chắn sẽ được. Anh thấy em nói hay, anh mới hỏi xem cái quả bài tú xem sao. Thì đấy, anh bị trộm vào lấy hết, mất tất cả thì đúng mà không có cái gì luôn. Vâng. Mà trộm cướp này ghê lắm, mà cho nên là thế còn anh có thế thôi à? Và anh mới hỏi thì em biết, thì em cứ nói anh để anh biết đường anh tránh thôi. Số này thì cung bệnh của anh thì ít bệnh tật, ít bạn bè. Số anh thì không chơi nhiều bạn bè đâu, không có. Đúng rồi, anh không có bạn. Số này đơn phương độc mã thôi. Đánh dậu quá. Đúng rồi, số này cũng chết nơi đất khách quê người đấy. Không ở Việt Nam đâu. Tại vì anh có quốc tịch Việt Nam đâu. Vâng. Tại vì anh đi, anh kiểu như là kiểu bỏ tổ quốc ra đi, kiểu như là vượt biên á. Vâng. Không, nhưng mà anh nói với em là cái hạn của anh nếu có còn hạn thì năm nay 64 tuổi, về hạn trong khoảng 5 năm tới đi. 64 tuổi. Anh cẩn thận cái hạn là năm 67 tuổi nhé. Vậy là 3 đến 4 năm tới lại có một hạn mất tiền mất của nữa. Nếu có dính vào pháp luật tất biết được.
pháp luật thì đã dính rồi, nhưng bây giờ thì hết rồi. Nhưng mà liệu còn dính được không? Về đây thì em thấy là không còn nữa, hết rồi. Chắc không? Chắc. Không chắc chắn không? Chắc chắn. Này anh, em sau quá khứ anh bị dính pháp luật như nào? Em thử nói em tay cho anh đã từng bị dính pháp luật không? Ở đây thì nó nói là anh đã bị 1-2 lần liên quan đến tù tội, bị nhà nước họ đã phạt và liên quan đến dính đến tù tội, bị phạm án rồi. Anh ở tù 2 lần. Vâng, thế em báo là 1-2 lần mà, chuẩn đâu còn gì nữa. Việt Nam một lần, lúc còn trẻ và bên này một lần. Vâng. Anh vừa ra tù phải không? Vâng. Anh vừa. Em biết không? Anh đang bên này là dòng cần sa đó. Vâng, em biết rồi. Có lẽ thế cho nên là về Việt Nam bên này phần lớn là dòng cần sa. Vâng. Anh bị chính anh bị hỏi em là bây giờ ra tù lại tiếp tục làm cái nghề này liệu có thoát được ngoài này bây giờ nó cho hợp pháp rồi bây giờ bên này chính phủ cho trồng cái cần sa là hợp pháp được không có bị tù nữa thì trước đây là bất hợp pháp thì bây giờ anh hỏi ra bây giờ anh tiếp tục làm nghề này liệu có dính nữa không. Bốc bài đấy thì em thấy là hết hết cung tù tội rồi, hết rồi nhé. Tại vì ra ba bè nó người ta là chủ đi làm phê cái nghề trồng cần sa. Vâng. Cái này nhiều tiền mà nguy hiểm là khi tội thôi. Ấy bên Mỹ họ dùng trực thăng đi, họ đi dò mà. Không như bên Canada bây giờ cấp giấy phép rồi mà. Bây giờ cảnh sát cho mỗi người được phép trồng thọ. Ngày xưa thì bất hợp pháp nhưng bây giờ nó cho license làm kiểu trồng kiểu hút thuốc lá nó bán. Bây giờ nó bán tự do ngoài cửa tiệm, kiểu như em mở cửa tiệm em bán cho người ta ra mua hút tự do ngoài. Vâng. Mấy lần trước anh bị bắt là vì cái tội là vẫn bất hợp pháp. Vâng. Bây giờ thì anh mà hỏi em là còn hết rồi tóm lại là hết rồi nhé. Anh thì anh biết anh nói thật lắm, tại vì em nói đúng thì anh nói thật. Cái tội thế thế anh hỏi em tù tội quá không, thế em nói thế anh tạm phục khẩu phục em thôi. Tại em nói quá khứ thì anh phục. Chứ còn nói hiện tại thì anh chưa biết. Thế anh chính vì em nói thế thì anh mới hỏi em là liệu anh còn thản không. Hết rồi nhé, hết rồi. Nhưng cẩn thận hạn mất tiền đó là 3 trong 4 năm tới sẽ bị mất một lần tiền. Mất đây có thể bị cướp hoặc là bị người ta giật, đại khái là như vậy. Không, nhưng mà không là thế, anh biết tại vì anh cũng bị cướp nó vào bấy giờ. Tại vì bên này cướp nó vào cướp người bên đó. Mà cướp bên này nó khác Việt Nam nhiều. Nó vào nó nhà bên này nhiều nhà cửa hộ cậy một phát nó tạt phát cửa nhà như kiểu nhà cao như kiểu nhà có phải là gạch đá đâu, nó chỉ cần tạt tay tạt một phát cửa bung nó mấy đi bắn nó vào nó có đét. Vâng. Ôi đào cái hầm mà chôn tiền. Ở đây nhiều người ta phần lớn làm phi pháp đều chôn tiền ở tại vì không thể đưa vào nhà băng được. Em hiểu không? Vâng. Dân Việt Nam mình phải đến 80% là làm cái trò ma quỷ này. Vâng. Thế cho nên anh nhóm nghe tin là khi mình anh tâm sự với em thôi, tại vì em nói hay thì anh cho chặt thôi. Chặt có dân cả thì anh không hỏi được cuộc đời. Còn anh biết là nhiều người nói là anh cũng mang nghiệm lắm, tại vì anh nghĩ là con cái anh cũng không được giờ rồi. Thế còn vợ con thì anh cũng không biết cả, tại vì cháu mấy tuổi rồi mình không thể thấy được bà nữa đâu. Em xem anh có lấy được bà nữa không, em thì xem có lấy được không. Bốc bài đây thì chỉ có cặp kèo với người ta thôi chứ không có lấy. Vui chơi qua đường thôi, không có lấy. Có nhà mình cứ ở xác định mà mình thôi. Dạ đúng rồi. Thế nó yên đúng không, chứ đi bây giờ lấy trước đầu lắm. Bây giờ anh thấy không, công nghệ hiện đại, lúc trước xem bói phải đến tận nhà người ta coi, bây giờ chỉ cần qua mạng, trả tiền qua mạng là coi được, đọc hết quá khứ tương lai. Ở bên này cái anh cái bọn Tây nó xem cái kiểu bài Tây á, đi xem cái kiểu là bói kiểu như là hoàng đạo hoàng đức ấy, nó cũng xem qua mạng này thôi, nó cũng như em bây giờ lại chuyển tên anh, nhưng mà mình không khoái xem bọn Tây nói nhiều khi mình có cái đúng, cho nên anh xem nhiều lắm, như là anh thấy anh xem cái anh qua cái anh theo dõi cái chương trình YouTube của em á, ngày nào anh cũng mở cái chương trình đấy anh xem, thế hàng ngày thì anh đi liên lạc em đấy chứ. Thế nên là anh bảo về Việt Nam là anh liên lạc em thì anh xem là xem nào, ok thế em nói thì anh cũng yên tâm rồi, còn Việt Nam mình cũng biết rồi. Thế còn bây giờ vấn đề nhà cái con bà, thế bà vợ kia giờ bà chưa ly dị, bà ly thân nhá. Thế bây giờ bà này cứ đòi là bây giờ anh bảo chia tài sản, bà không chịu chia thì em tính là liệu có giải quyết được không. Bây giờ bà không chịu thì bà cũng chẳng ly dị nữa, bà cứ lằng nhằng á, mà thăm con thì bà không cho thăm hả. Bà này thì bà muốn giữ của
bà muốn giữ của, vì thế nên bà đã không chia tay. Bây giờ như tài sản nhé, bây giờ anh đi, bây giờ anh chặn tay cũng như bao nhà cửa là bà ấy hết. Bây giờ anh ra anh bảo là bây giờ giải quyết đi. Anh bảo giải quyết cho anh đi. Bà bảo bà không giải quyết. Bà bảo nếu không muốn giải quyết thì đi luật sư. Ê, nhưng bây giờ anh giờ em nói bây giờ cảnh tượng anh giờ chặn tay nó chả có gì cả. Tù ra rồi chặn tay, giờ tài sản nhà cửa bà cả hết. Thế bảo đi thi thì bà bảo không. Thế bây giờ thăm con thì bà không cho thăm nữa. Thế đâu chứ. Thế bây giờ anh mới bảo đi xem mấy trăm. Em nói cho nó em phán như thế nào thì anh. Rồi em nói trắng cho anh luôn là từ giờ anh hết đời bà ấy sẽ không chia tay với anh. Tội gì cứ sống ly thân như này, tội gì làm gì phải chia tài sản, làm gì phải ra tòa, làm gì bà ấy cố tình làm khó anh. Đúng rồi em, tại vì bên này phải ra tòa thì mới chia tài sản chứ, bây giờ mình đòi là không chia thì tòa cũng chịu bó tay. Vâng, đúng rồi. Mà bây giờ thuê là sư bên này, vụ kiện thuê sư bên này rất là tốn. Tốn nhiều tiền. Bà nó cố tình làm khó anh mà. Mình đòi tiền thì cũng coi chú chẳng được lòng nào, tại vì thuê được sư hết đéo. Vâng. Ông bà có lý do đấy chứ, nuôi con đi cái mà mình mà trong khi tờ tiền bà mình làm bà cả bếp mẹ đau thế. Vâng vâng. Bảo lãnh vợ ở Việt Nam qua phê tập thế. Con thế. Đau. Thế là coi như không giải quyết được. Coi như là cái vụ gì thì không giải quyết được. Không, không giải quyết được. Nhất khoan bà không ký đấy. Không bao giờ ký nhé. Suốt đời nhé. Thôi giờ đành chịu thôi nhá, thôi cố cày đi. Nhưng mà coi như là anh vẫn có như cố cuối đời vẫn cố đạt được ra tiền chứ. Có của nhá. Liệu có thể mua được căn nhà khác ở không? Về nhà cửa bốc bài ở đây thì sẽ được, nhưng phải cần rất mất nhiều thời gian nhé. Ừ, anh muốn hỏi là anh có mua được căn nhà không nhỏ nhỏ ở đấy nhỏ bốc bài thì sẽ được. Đó, thế thì anh cố gắng thôi, giờ phải cố gắng đi tù ra rồi cố gắng cày lại đó. Vâng. Ok, nhà, rồi thế nhá, có gì thắc mắc thì nhắn tin. Cảm ơn em. Dạ, okay. Bye.